Hơn 40 năm qua, tại một góc vỉa hè trên đường Nguyễn Kiệm thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại một quán chè nho nhỏ. Ngoài hương vị ngọt ngào của những loại chè thì điều đặc biệt làm nên thương hiệu của quán chính là cây đèn dầu, một hình ảnh hiếm thấy giữa thành phố hiện đại và nhộn nhịp bậc nhất của cả nước. Đều đặn cứ 7 giờ tối, ông bà Tư, chủ quán chè đèn dầu xin thế kỷ bắt đầu dọn hàng. Hơn 40 năm qua, người dân ở đây đã quen thuộc hình bóng ông bà xuyên qua phố phường đông đúc cùng với năm nồi chè trên chiếc xe đẩy cũ kỹ. Gọi là quán, nhưng chè đèn dầu của ông bà Tư thực ra chỉ là một góc nhỏ trên vỉa hè. Với khoảng chục chiếc ghế và những nồi chè nóng hổi, bốc khói nghi ngút, lọt thỏm giữa phố phường. Bà để vậy cho nó đặc biệt vậy chứ giờ đâu có ai mà để đèn dầu đâu. Bà để cho nó đặc biệt vậy đó, có ấn tượng người ta đi tới là ta biết quán chè đèn dầu. Thì có cái đèn dầu đến bây giờ, bà bán bao nhiêu năm là cái đèn dầu đó, bà có bao nhiêu năm nay. Với 5 loại chè khác nhau, có giá 5.000 đồng một chén, nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người. Từ năm 1976 đến nay, bất kể gió mưa, ngọn đèn nhỏ bé ấy vẫn le lói hàng đêm. Ánh sáng từ nó hắt ra chỉ đủ để thực khách nhận ra nhau. Tất cả quây quần bên ngọn đèn dầu cùng thưởng thức những chén chè mang đậm hương vị Nam Bộ. Điều đặc biệt ở đây là mình thấy ở đây là không có điện. Mỗi lần mình đi ăn qua thì mình thấy có một cái đèn dầu thắp lên. Đi ngang qua là mình, nếu mà không để ý thì mình không có thấy. Nhưng mà để ý rõ thì mình sẽ thấy. Và cái đèn dầu là đặc trưng của quán chè này. Điều đặc biệt ở đây là mình thấy ở đây là không có điện. Mỗi lần mình đi ăn qua thì mình thấy có một cái đèn dầu thắp lên. Đi ngang qua là mình, nếu mà không để ý thì mình không có thấy. Nhưng mà để ý rõ thì mình sẽ thấy. Và cái đèn dầu là đặc trưng của quán chè này. Mình ngồi đây mình ăn, mình nhìn cái đèn dầu thì mình cũng nhớ là hồi nhỏ có những cái lúc mà ngày xưa mà cuộc sống còn chưa có được sung sướng như bây giờ, có những cái khó khăn vất vả thì cũng gợi lại cho mình những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm với ông bà, với cha mẹ ngày xưa bên cái đèn dầu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Đêm đêm giữa phố phường của đô thị lớn nhất nước vẫn le lói một ánh đèn dầu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Đêm đêm giữa phố phường của đô thị lớn nhất nước vẫn le lói một ánh đèn dầu. Như thể muốn níu giữ một chút hoài niệm của biết bao người đã gắn bó với mảnh đất này, luôn nồng ấm và ngọt liệm tình người.